cầu Sắc Khoai và phía bên kia đi thẳng sẽ hướng về chợ Sa Đéc. Rồi, còn hôm nay Trang sẽ dẫn quý vị đi một cái ngôi chợ giữa lòng thành phố mà là chợ quê nha. À, mình sẽ chạy thẳng cái hướng đường trước mặt đó là đường Trần Phú. Đây, đây là chùa Bửu Quang nè quý vị. Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Mình sẽ chạy theo hướng đường Trần Phú nha. Mừng quý vị đến với kênh Trang Lang Thang. Rất vui được gặp lại quý vị tại ngôi chợ rất đặc biệt giữa lòng thành phố Sa Đéc. Đây Trang quay một vòng cho quý vị xem ha. Đây một ngôi chợ mà quý vị thường nghĩ về thành phố Sa Đéc nó sẽ rất là nhộn nhịp, xô bồ đúng không? Và đặc biệt của nó là món hủ tiếu chứa danh vùng đất Sa Đéc cũng như là một cái làng hoa mỹ miều. Nhưng hôm nay Trang không giới thiệu quý vị ngôi chợ thành phố Sa Đéc mà là một ngôi chợ quê giữa lòng thành phố, ngôi chợ Cầu Đốt là thuộc phường 1 thành phố Sa Đéc. Đây là cái cầu ở giữa chợ nha quý vị, và có thể gọi là ngôi chợ tạm gọi, Trang tạm nghĩ đó là ngôi chợ dài nhất miền Tây, vì nó có chiều dài có thể là gần 1 cây số. Và ngôi chợ này là được bà con dựng lên và di dời rất nhiều lần nhưng mà không có dời được quý vị. Hôm nay mình sẽ đi thử ngôi chợ quê này như thế nào nha. Ở đây nó có hai điểm nè, từ bên đây cầu và ở bên kia đường vẫn là một cái ngôi chợ. Để mình đi thử qua bên đây một vòng thôi, tại vì nó quá dài rồi, nãy giờ Trang đi hoài cũng không hết luôn quý vị, không đi hết nổi. Bà con mua bán rất là nhộn nhịp luôn. Đây, hướng chạy thẳng ra ngoài kia sẽ ra được cái đường Trần Phú lúc nãy Trang đi vào quý vị. Và đây không phải là cái khu chính để mà bán đâu quý vị. Mình sẽ đi qua bên đây. Đúng kiểu một cái phiên chợ quê miền Tây vào mùa nước. Trong chợ thì em thấy cũng có bán cá linh nè, và bán những cái loại đặc sản ở quê mình. Rồi bây giờ mình đi qua cây cầu ha. Hôm nay thay đổi không khí một chút, Trang sẽ không đi từ ngoài đầu chợ đi vô mà Trang sẽ đi từ giữa chợ. Đây, tại vì nó còn 1 cây số nè. Bây giờ Trang sẽ đi xuống cuối chợ trước, rồi một chút nữa Trang đi ngược ra về á thì Trang quay cái đoạn ở ngoài cho quý vị xem ha. Ngôi chợ cặp bờ sông sẽ chia ra làm hai nhánh. Giờ cao điểm nhất là 7 giờ 8 giờ thì nơi đây sẽ bán rất là đắt. Đây, mình sẽ đi qua đây ha. Bây giờ Trang lui ra đây cho quý vị coi. Là một góc chợ, góc chợ quê. Đây, bên kia là bên kia chợ, còn bên đây nè đó, bà con đi chợ nè quý vị ơi. Thời điểm bây giờ đang đi là 7 giờ 15 phút nha. Bà con đi đông lắm. Bà bán này cái gì ba? Này bánh canh cua với tép. Dạ, bánh canh cua với tép nha. Đây con bận nha. Dạ. Đây. Bà bán nhiêu bịch vậy? 5 ngàn. Vàng ơi, sao rẻ dữ vậy? Tại đồ bỏ mối. Đồ bỏ mối hả? Ta không có lấy. Dạ. Bà bán hàng ngày nhiều không? Bán này ngày chắc cỡ 400 bịch á, bỏ mối chợ Lai Chung á. Dạ. Qua đây bán. Dạ dạ. Bà lấy con bịch này đi. Dạ. Ơi, một bịch như vậy đây rồi, có bột nè, có cua nè. Dạ. Bỏ mối 4 ngàn. Cua người ta theo dòng ganh ta bắt không đó. Dạ, cua đồng chính gốc thế bà ha. Trời ơi, chợ này bán đồ Trang mới mua thử khoáng thôi quý vị ơi, giật mình nha. Mười bánh canh cua 5 ngàn. Này là bánh đúc hay là 5 ngàn hả? Bánh bò nướng bà đấy. Ồ, bánh bò nướng quý 5 ngàn. Dạ. Xương sáo mình chồng nấu luôn. Xương sáo chồng hả bà? Dạ. Chồng nấu nhà. Bịch bao nhiêu bà? Bịch mình bỏ mối 4 ngàn bán ra 5 ngàn. Dạ, bà lấy con bịch đi. Rồi, chợ bán đồ rẻ quá gì ơi. Rồi bánh canh này có nước cốt nè, có tôm, có đủ hết trơn á. Có cua. Nấu cực lắm. Cái đó cua sắt nhà luôn hả? Sắt nhà. Dạ. 2 giờ bắt đầu mần rồi đó. 2 giờ bắt đầu mần rồi. 2 giờ bà sắt bộ. Dạ. 1 giờ đêm mà nấu. Dạ. Nè, con gửi tiền coi. Con gửi đi chút con lại lấy. Dạ.
quý vị. Ngôi chợ đặc sản của ngôi chợ này nãy giờ Trang đi nhầm, Trang cũng thấy có thể là do là kẹt xe nữa. Giờ đứng giữa ngã ba đường không biết quẹo hướng nào luôn. Bây giờ dưới này kẹt quá, mình đi ra ngoài đầu mình đi ngược vô quý vị. Đi ra ngoài đầu đi ngược vô đi. Đây lúc nãy Trang hứa với quý vị là sẽ quay từ phía ngoài vô, thì đây là con đường Trần Phú, trước mặt quý vị sẽ là cái cây cầu đốt luôn quý vị. Và lúc trước nếu mà ngày Tết bà con sẽ bán cặp dưa hấu hai bên đường rất là nhiều luôn. Ai rất nhộn nhịp cái đoạn đường này, chợ này chợ quê ha. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây coi cô này bán cái gì. Ở đây cho quý vị coi là mía lau với rễ cỏ chanh với lá dứa. Cô bán nhiêu bó vậy cô? 4 lọ 10 ngàn. 4 lọ 10 ngàn ha. Cô lấy con 4 lọ đi. Đây mình qua đây mình coi hay là thuốc dòi tía hả cô? Rồi bên đây là mã đề. Mã đề này cô bán sao? 320. Cô lấy con 20 ngàn đi. Đây là cây mã đề quý vị, nó có cái hoa nè. Này nấu ướt uống lại tiểu. Cô bán tới mấy giờ cô? Chừng nào hết nghỉ hả? Bán nào hết về. Dạ. Nửa ký hay gì con? Dạ, 20 ngàn. Nửa ký lấy 30 thôi. Thôi cô lấy, à cũng được. Dạ. Dạ thôi khỏi. Nè. Nè con gửi đây cỡ tiếng hồ nghe lá. Tiếng hồ ha. Được không? Được. Có gì cô để lại ngay đây cho con. Nha. Rồi, bắt đầu mình đi vào bên trong chợ. Ở đây qua, qua đây mình có thấy cái anh nè. Anh ơi, anh bán gì vậy? Dạ, bán chuối, chanh, ốc vậy. Chuối, chanh, ốc hả? Rồi giá sót nữa hả? Dạ. À, ngày vậy mình bán được nhiều không? Dạ, ngày bán được 5-6 ký. Tại ở đây người ta mấy ông phường đó không cho bán. Cho nên dạ. Hoàn cảnh bán được mua gạo ăn gì đó. Dạ. Nhà, nhà trọ. Nhà mình gần đấy không? Nhà trọ. Nhà trọ mình ở trong này kinh 18. Dạ. À, anh bán đồ đó. Dạ, bán ký chị, 10 ngàn ký chị. Dạ. Dạ. Anh có tập. Dạ con gì không? Dạ không. 20 tay. Dạ ngày qua nữa, tới ngày qua tới 20 tay. Đây anh bán chanh nè quý vị. Chanh nè, chuối nè, mấy con ốc nè. Chứ sát. Dạ 13 ngàn. Dạ anh ơi, à, em biết anh ở chợ Cầu Đốt ha. Hôm nay biết được hoàn cảnh của mình đi bán mỗi ngày á, em thay mặt cho chị Quý ở Mỹ gửi anh số tiền nhỏ nha, 300 ngàn. Dạ. Dạ. Dạ em gửi ha. Dạ em cảm ơn. Dạ của chị Quý ở Mỹ phải anh? Dạ em cũng cảm ơn chị Quý ở Mỹ, cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em hôm nay. Dạ dạ. Rồi em chúc anh sức khỏe nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Đây anh bán ngay đầu chợ quý vị. Rồi mình đi vô trong này. Ở đây Trang có gặp một hoàn cảnh của ông cụ nè. Thấy ông nào gọt khoai ông bán từ nãy tới giờ quý vị. Con đi ngang. Giờ mình đi lại hỏi thăm ông cái nha. Ông ơi, ông bán khoai gì không? Dạ khoai ngọt hả? Ông bán nhiêu ký? Gọt vậy là nhiêu không? Dạ. Ông ở gần đây không? Ở trong đó có bè. Cái bè hả? Tiền Giang nữa không?
À, cùng chợ là bên Bình Thạnh. Con ở Mỹ Long á, con ngang ông á. Dạ. Rồi mỗi ngày ông đi bằng gì qua đây bán? Dạ. Ông con cháu đông không? Dạ, vậy ông bán đủ sống không? Hả? Ông bán đủ sống không? Thì cũng kiếm ăn được. Dạ. Vậy ha. Vậy con mua khoai ủng hộ ông đi. Dạ. Ông lấy con. Hay ông lấy con củ chưa gọt á, con chưa ăn. Dạ, củ nào cũng được trơn á. Dạ được, dạ được. Củ nào cũng được trơn. Con mua ủng hộ không? Rồi ông lớn tuổi rồi cái gì? Dạ. Dạ con trả tiền cho anh. Dạ. À, nhà ông con cháu đông ha. Tại vì ông đi bán này đâu chưa? Hả? Ông đi bán không chưa? Dạ. Dạ. Vậy là bán về đủ sống ha. Dạ. Dạ. Dạ vậy con gửi tiền 200 nè. Rồi, ông cầm đi. 25.000. Ông thấy con 70. Ông thấy con 70.000 thôi. Rồi con trả ông 30.000. Ông thấy con 70.000 thôi. Trời ơi, thấy ông thấy thương quá. Thương ký vậy. 25.000 một ký. Con cũ luôn đi. Mua tiếp không? Ok. 40. Dạ. 50. 60. Đủ chưa? Dạ đủ rồi. Dạ. Bạn bán vậy ngày cũng lời được nhiêu nè? Trăm trăm mấy 200 hả? Dạ. Hai bà con mua khai ủng hộ ông đi. Ông rất là dễ thương luôn quý vị. Cái gì chú? À, con mở hàng đắt heo ha. Ông kìa. Không, cái bè mà ông nói ở đâu bên Bình Thạnh á. Đâu bên Cồn Chọi á. Cá bè xa đét mình đi lên. Dạ. Yeah. Nãy cũng tưởng là ở Tiền Giang. Cái đó ký máy không phải không? Rồi ổn kích như tiền. Thì mình ký 25 đồng kích cho tao. Rồi tạm biệt con ông nha. Giang cũng đắn đo suy nghĩ, Giang nó không muốn làm sai nữa. Hả? Đi thì đi không đành nữa cái gì. Đi không đành thiệt rồi. Thấy ông lớn tuổi mà ông ngồi ông làm cạnh tuổi thấy thương á. Mướn ta chở. Ngày ông bán hơn trăm mấy hà mà ông nói đủ sống. Rất là hiền. Ông ơi. Chúc bà mua mai bán đắt nha. Dạ. Hết thì về nghe không? Dạ, em cảm ơn ông. Dạ. Ông ơi. Con nghe nãy giờ ông nói á, con tưởng ông bán ngày lời nhiều, nhưng mà ngày lời có trăm mấy hà. Rồi con thay mặt chị Quý ở Mỹ con gửi ông số tiền là 300.000 mà nãy con lỡ lấy hết 30.000 thôi trong đây rồi ha. Rồi đây này còn cái số tiền con cầm trên tay nè, ông lấy giùm con đi, của chị Quý ở Mỹ sẽ tặng cho ông á. À, chị Quý ở Mỹ. Dạ. Dạ dạ. Nè ông nhận đi. Con hỏi là ông đủ sống không? Nè ông lấy hết đi. Dạ. Là con lỡ nợ ông củ khoai nha. Dạ dạ. Dạ thôi được rồi ông giữ đi. Dạ được rồi con lấy củ về ăn không hết rồi. Dạ con nãy con
cô mua ủng hộ không? Dạ. Đi bỏ thuốc uống không? Dạ. Vậy sao con hỏi ông đủ sống không? Ông nói đủ sống mà tội nghiệp ông không có gì, tại vì ông không có than luôn á. Dạ. Dạ. Thuốc nha ông ha. Cho thuốc gia truyền. À. Đổ trọng xuyên không? Cái này là thuốc tiết mỏi, thuốc như thuốc thuốc khớp á. Thuốc khớp rồi thuốc bổ nữa. Dạ. Rồi con chào ông nha. Dạ. Chào ông, lấy cái thuốc tiền của chị Quý đi bỏ thuốc đi. Dạ dạ. Chàng ơi, chút xíu nữa là bỏ sót một hoàn cảnh rồi quý vị ơi. Rồi. Dạ dạ. Dãy người trai nè. Ở đây. Đây có gian hàng đồ chai rất là hấp dẫn luôn quý vị, ngay đầu đường vào chợ Cầu Đốt. Cô bán này mỗi ngày luôn hả cô? Dạ. Mỗi ngày đều có nha quý vị. Về đây là quý vị sẽ thưởng thức được. Con gỏi nè. Cái này là cái gì cô? Bì căng hả? Dạ. Hết rồi chị. Nhập đỏ. Chứ cái nãy chị ghi chị cũng nói vậy đó. Chị cũng mua à. Bì. Ấy lại. Mắm chai. Khổ qua. Cái này khổ qua kho hả chị cô? Khổ qua kho. Đây là khổ qua nấu canh. Canh chua. Chèn nó hấp dẫn quá. Cái này lạ nè. Cô cái này. Cá bóng cô nó làm từ cái gì cô? Bông chuối. Bông chuối đó, nhúng bột chiên hả cô? Dạ rồi con hiểu rồi. Hay mì căng rồi cái này. À con cảm ơn nhiều nha cô. Dạ con chúc cô bán đắt. Dạ. Rồi. Mời quý vị đi vô bên trong. Đây là một cái gian hàng bán hoa. Đây, một con đường bán hoa ha. Rồi mình sẽ đi nhanh vô tại cái đoạn này bán vắng và một cái phiên chợ như là gần một cây số quý vị. Đây. Đi vào trong này. Bà con sẽ bán rải rác như thế này nè. Ngoài này chưa tấp nập đâu. Ở bên trong á. Đây mấy cô bán hột vịt nè. Đa phần là mấy cô ở trong nhà vườn ra quý vị. Đồ vườn đem ra đây bán. Đây có đặc sản nè. Cái này à, cua đồng hả cô? Cái này mình bắt được mình đem ra bán hả? Dạ. Chính xác đồ đồng nha quý vị. Chợ bán dễ thương quá. Tép nè, một bịch tép. Rồi cái này cá chốt nè quý vị. Bà con bắt được nhiêu đây nè. Rồi đem ra bán luôn. Qua đây là cá lăng. Cá này cũng tươi ngon luôn. Con nào con nấy nè. Cá tép ở chợ này nhiều quá. Qua đây là bông điên điển nè. Nha quý vị coi. Điên điển. Mùa nước nổi tới rồi. Dạ. Dạ. Về tới về luôn. Rồi gác lên coi đây. Bà ngoại bán vé số hả? Sáng giờ ngoại bán được không? Bán có 4 tờ. 4 tờ hả? Ngoại ở gần đây không? Dạ. Bà ngoại có con cháu gì đông không? Dạ, ngoại bán về đủ sống ngoại. Dạ. Ta đụng. À, ta đụng bà rồi phải trị bệnh đấy ha. Rồi, thiếu nợ. Mượn ta chị á hả bà? Có bảo hiểm xã hội đó. Dạ. Mà 110 triệu. Dạ. Và không có là 220 triệu. Dạ. Rồi bây giờ phải trả tiền đó đó. Dạ. Phải đi bán vậy. Dạ. Dạ, là trả cái tiền mình bị tai nạn đụng xe. Có mình một bà không có con cháu không gì hết. Có cháu mà nó ở xa. Dạ. Bữa nay con tình cờ biết được bà ở chợ Cầu Đốt, phường 1, thành phố Sa Đéc nha. À, con thay mặt cho chị Quý ở bên Mỹ, con gửi bà một số tiền là 300 ngàn nha, bà nhận đi. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ, con chúc bà sức khỏe bán đắt nha. Dạ. Gia đình cháu. Dạ. Và tất cả những gì
ân nhân đó. Dạ. Đỡ cho bà. Dạ. Được tràn đầy ơn Đức Chúa. Dạ. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Dạ, con thay mặt chị Quý cảm ơn bà. Dạ, con đi nha bà. Dạ. Này, ngày nào bà cũng bán đây hả? Dạ, rồi. Đây, đi tiếp vô trong này nha quý vị. Ngôi chợ rất dài luôn á. Mình đi vô trong này. Bên đây sẽ có cái xe bán chè, bán rau câu, mũ gòn. Đây là nhà hàng bán rau, tôm, lươn, cá nè. Trang đi sâu vô chỗ nào. Ở đây sẽ có cái nhà giữ xe nha quý vị. Quý vị chạy vô bên trong á. Hồi nãy Trang gửi xe cũng đây nè. Ở đây là rau câu nè, bánh lăng, các kiểu luôn á, không có thiếu gì luôn á quý vị. Đặc biệt là ngôi chợ gần bến sông, lúc nãy Trang đi từ cây cầu qua cho quý vị coi đó. Còn đây là mắm Thái. Em đi tới đây em quên chị đi. Em tới đây quên chị đi. Này là mắm Thái. Này mắm Thái ha con. Dạ. Mắm Thái. Này ở cô lấy đâu? Châu Đốc hay gì? Thơm quá, ngon quá nè. Đây qua đây. Quý vị coi ra. Cua đồng. Đây Trang cho quý vị coi con cá chạch lấu. Chợ mình cá nhiều quá nè. Con này cá lăng á hả chị? Cá lăng lớn nè. Đây cá chạch lấu. Đây là càng cua đồng. Cá chốt. Lương đồng. Lương đồng. Đây Trang qua đây cho quý vị coi dàn cá chợ Cầu Đốt nha. Đây. Vậy cá chạch lấu ở đây mình bán nhiêu? Vô giá. Cỡ 200 mấy, 300 hơn. Vậy là bằng giá của chợ khác rồi. Nhưng mà cá chợ mình tươi ngon á. Chợ mình thấy nhỏ mà có bỏ. Đi dài đi hoài không hết. Ôi, cá chạch lấu ngon quá. Rồi mình đi tiếp. Em cảm ơn nhiều nha chị. Dạ. Mấy chị đây vui vẻ. Bà con ở Sa Đéc thường thân thiện á. Rồi mình đi qua đây ha. Đi chen vô khúc kẹt xe. Đây nãy cô có cá linh cô bán hết à. Một vòng chợ nè. Cá linh bán hết hả cô? Dạ. Đây. Vậy là không phải cô này bán cá linh. Đây là bắp thơm á, nấu theo kiểu bắp vườn quá vậy. Bắp nếp, bắp này khó trồng lắm. Đây. Dạ dẻo thơm. Đây, đi sâu vô quá vậy. Bà bán hủ tiếu nè, đặc sản sao đấy. Cái này là hạch nấu chè hả bà? Chè. Dạ, bột nấu chè. Chè bà ba. Sắn nó làm ra. Dạ. Đâu bột mình làm. Bột sắn nha, bột sắn làm ra quý vị. Bột sắn dây. Đẹp quá. Cái này là bánh canh hả bà? Hả? Cũng là bột sắn đó luôn. Dạ. Dạ. Còn đây là. Dạ, để nấu chè thôi. Đây là đặc sản của Sa Đéc, hủ tiếu Sa Đéc. Cái bản chất của sợi hủ tiếu Sa Đéc là nó rất là ngon rồi quý vị. Nên là quý vị có thể về Sa Đéc là ăn quán nào cũng ngon. Dạ. Cái này. Dạ. Rồi con chúc bà bán đắt nha. Dạ con chúc sức khỏe bà. Dạ. Rồi mình đi qua bên đây. Đây là chợ thịt. Còn những cái sạp dễ thương lắm. Đây là vàng rau. Cá nè. Cua đồng. Cua đồng ốc đắng. Đây là cua đồng. Dạ. Cua đồng mùa nước hả chị? Chợ mình giờ này là cá nhiều chưa chị? Bắt đầu vô mùa cá chưa? Dạ. Dạ cua cá thác lát. Dạ. Thường là chị làm gì có? Chị làm gì dính được? Văn lưới. Dạ. Ở chợ mình nhộn nhịp quá, bán đồ đồng không à, đặc sản không à. Đây là cái đầu của bây
đâu dạ. 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 Có gà cho bán đỡ thôi chứ. Không được. Chợ mà ở sau lưng có bến sông mát mẻ ha. Cái chợ mình đặc biệt nhất luôn á. Đây là chuột đồng. Chuột đồng miền Tây, còn bên đây là lươn. Cho quý vị coi lươn đồng nè. Ôi. Lươn ngon quá. Rồi, em chúc chị bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn nhiều. Đây là cá nhà hàng cá biển. Cá hấp nè. À, kênh của em là Trang Lang Thang. Trang Lang Thang. Dạ, nữa chị về ủng hộ em nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn nhiều lắm. Đây, hải sản tươi sống đây. Dạ. Này mình lấy ở đâu chị? Chợ Sa Đéc quá hả? Bà Rịa hả? Dạ. Chợ Bà Rịa cá nhiều lắm. Em ra ngoài quay. Cá dữ dằn. Chợ Bà Rịa bán đồ cũng rẻ. Này cá kính hồng. Cá bắt kính. Cũng chưa gặp nó, cũng chưa kính hồng không. Đây cá hấp nè quý vị. Đây em cảm ơn nha. Kia là cá máu, cá biển, tôm. Đây là cá linh mùa nước nổi nè. Rồi đi qua đây quý vị. Đây sẽ có gian hàng bánh. Bánh quê. Bánh nè, đủ loại bánh luôn. Đây. Đây qua đây. Cà tím nướng. Đi ra đây. Đây là cá gì? Chợ rất là nhiều món ngon luôn. Dạ chị. Dạ hả? Cá lát đồng của mình đó, cá dạ. Thiên nhiên. À cá thiên nhiên. Dạ. Hiếm có chỗ nào nạo cá thiên nhiên lắm. Còn con bên kia là con nàng hai dạ, à? Cá nuôi đó. Dạ. Em bán hai loại lắm. Đúng rồi. Loại đồng về chợ mình em bán nhiêu? Em đang bán là 1 kg 300 ngàn. Dạ, 1 kg 300 ngàn. Còn cá thiên nhiên, cá nuôi thì bây giờ nó tầm giá 260-270. Dạ. Ôi, nó lạng khéo nè. Ngày nào mình cũng bán đây luôn ha. Dạ, bán lâu chưa anh? Bán được mấy năm rồi. Dạ. Bà con có mua cá hát lát đồng nạo thì về chợ Cầu Đốt Sa Đéc nha. Thấy đây bán đặc sản nè, anh chị đang nạo nè. Rồi em chúc anh bán đắt nha. Dạ, mùa này có trứng rồi ha nè, cá trứng không? Mùa nước đổ về là cá nào cũng có trứng. Dạ. Có trứng. Dạ, mùa nước đổ. Anh làm khéo. Khéo mà chưa nở đi luôn. Đứng lại coi anh làm. Anh làm mấy chục năm rồi. Dạ, làm từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn hàng gì. Ăn quá khéo. Này mình ủ lại ha, ủ lại một đêm không? Dạ, cá mới mua về còn sống á, cái đầu dặn đá qua một dạ. Ngày sau mới làm được. Đúng rồi. Em bên Bình Thạnh á, làng bè bảnh, dạ. Thấy người ta làm. Đây cho quý vị coi con cá nàng hai nè. Rồi, em cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Đi qua đây, Trang sẽ cho quý vị coi gian hàng cá biển. Chị con cá này cá gì em quên tên này. Cá bóng đục ha, nó là cá biển đúng không? Rồi đi qua đây cho quý vị coi. Ủa sao con cá mó này nó màu nó không có xanh luôn rồi? Mó trắng. Mó trắng hả? Nó hai loại hả chị? Dạ, có trắng, có đỏ, có xanh. Chị bán nhiêu ký? Có đây có đang 100 ngàn. 100 ngàn ký hả? 1.400 không ta? Để em lấy thêm cho. Đây coi chị lấy nè. Chị bán này lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Chục năm. Chục năm rồi. Chợ mình nhỏ mà em thấy bán đủ độ chưa? Chị con đại em một còn tư hết ta? Tư không? Tư hả? Tại đó giờ em đi thấy cá mới xanh nhiều hơn. Nè. Xanh với trắng còn nào ngon ta? Cái này cá này là nó bự rồi nó ngon. Dạ. Chị lấy em ký đi, chút em lại lấy. Dạ là đem luôn. Dạ. Này cá mó quý vị. Này về muối xả chiên. Nó thơm thơm, thịt nó ngộ ngộ. Thịt nó béo. À.
Cô thích đi chợ gặp lắm không? Con cá bên đây làm cá gì chứ? Dạ lưỡi trâu. Lưỡi trâu biển nha. À, chị làm em ha. Dạ. Chúc em lại đây. Còn gửi tiền trước không? Không, không sợ. Dạ, không sợ. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Này là cá thu hả chị? Dạ, thu cờ. Đây, tới có khán giả hỏi Trang là chợ Gành Hào, cảng cá là hoạt động mấy giờ? Thì Trang đi bữa đó là ban ngày đó quý vị. Trang nghĩ là nguyên ngày. Đây là cá sủ. Phải sủ không chị? Dạ, sủ biển. Sủ biển. Sủ. Rồi, em cảm ơn nha chị. Chúc chúc em lại đây. Thôi em gửi tiền luôn nè. Dạ. Đi ha. Rồi ok. Sợ quên đó. Em đi nghe chị Kim nha. Rồi mình đi tiếp. Chợ rất là dài quý vị ơi. Nãy giờ đi 24 phút rồi chưa được nửa chợ nữa. Đi tranh thủ đi nhanh cho ha. Đi qua đây cho quý vị coi cá nè. 5.000 á. Dạ. Cô lấy con nửa ký đi. Yeah. Yeah. Đây là cá sát nha quý vị. À, cá rất là tươi luôn. Cá này mình làm gì có cô? Cái này dân lớn. Dạ, dân lớn. Ngoài sông Tiền mình ha. Dạ. Yeah. Đây là cá đồng. Nãy giờ ở đây mình mua cá đồng nhiều. Cá hú. Chắc đi thịt bò, thịt đồ trong này cá đốc nè, đường non nè. Để con đây nhỏ hơn con này không? Đi qua đây cái gì? Rau vườn hả bà? Rau vườn hả? Dạ. À, cho quý vị coi rau vườn. Dạ, đồ vườn hết. Dạ. Cung. Cải xanh hả bà? Nha. Đây, sao bà hái non như vậy? Tại ta hái nhỏ, ta không chịu để bự. Dạ hả? Như, bà bán sao? 5.100. Bà lấy con 300 gram đi. Cái bà này nè, cái má bà nhỏ vậy đó. Dạ. Chồng anh chị là bà nhỏ rồi. Này chồng non quá nè. Cải non này dễ dạ. Bán, cải vàng nó mấy cái này chị cô rửa cô nấu ở đâu có dạ. Ăn non nó hình như nó nhẫn hơn. Không có nhẫn à? Dạ hả? Này không đắng, cả già nó mới đắng. Dạ. Dạ, 300 gram. Dạ. Cái non thì nãy cô nó rất ngon, lấy cái ngọt. Cả nhà dạ. Thì cô ăn có sơ nó đắng, như cái này không bao giờ đắng. Này con gửi rồi. Bà để đi chút con gửi lấy. Rồi, đây là chợ bán bánh nè, chè nè, gian hàng bánh quê nè quý vị. Rất là nhiều loại luôn. Chợ ngang cặp mé sông. Đây, xin chào quý vị coi con cá linh mùa nước nổi ở miền Tây. Thì chợ mình có cá linh lâu chưa chị? Lâu rồi, nửa tháng này rồi ha. Ở đây chị bán 15.000 hả? 150.000 ký quý vị. Cái này hú phải lăng nha. Cá lóc không? Có 10.000 ăn bao. Một tôm tét nè. Cá linh không? Dạ không, đồng đó đồng. Cái gì coi. Còn tươi trong luôn nha. 400 gram nữa thôi. Ngon quá. Dạ được, có 5 xẻ. Chợ quê nó được không? Hay là để bạn con. Bốn chú à? Bốn chú. Bên kia chị bán cá đồng. Lóc cá chê quý vị. Còn lúc nãy ở bên đây Trang đi đầu vô là cây cầu nè. Chị lấy em 300 gram này nha, chút em lại lấy. Dạ được. Dạ rồi. Dạ. Nè em gửi tiền cho nè. Dạ 15 ngàn. Nè em gửi tiền cho nè. Dạ con cá gì. Cái xé mình nói cho được không? Thôi nói liền cho. Sao cũng được chứ. Rồi cảm ơn. Nè dưới thế nha. Rồi đi qua đây. Đi qua đây coi cho quý vị coi chè của bà nấu nha. Bà đang ăn sáng hả? Đây, đây là chè. Đây là xăm bổ lượng ha bà ha. Để cho quý vị coi xôi giò.
Ngày nào bà cũng bán đây luôn hả? Dạ. Hãy con vô đây con mua chè. Chè cho nước này bà bán làm sao? Dạ. 10.000 một bịch chè nhìn nè quý vị. Hấp dẫn không? Nhìn bánh chè của bà nè. Sao vậy? Nãy chàng lại chàng quay đoạn đầu đó. Đây là chuối chưng. Chuối chưng mà bán sao? 5.000 hả? Rồi chợ mình bán đồ rẻ dữ ta. Bà lấy con bịch này đi. Một bịch chè cho nước hả? Hai bịch chè cho nước nữa. Ba Trang thích ăn chè cho nước. Dạ, có 5.000. Dạ. Bà bán đây lâu chưa bà? Lâu rồi. Dạ, bà rút em ra. Dạ. Rồi con cảm ơn nhiều. Bà để đi chút con lại lấy. Cái khâu nhớ đồ để gom lâu khó lắm nha quý vị. Nãy giờ nhiều lắm mà không nhớ nổi. Con chúc bà bán đắt nha. Ừ. Chè bà nấu khéo lắm nha quý vị. Ăn nguyên cái dàn chè nè. Nãy Trang có đứng đây Trang coi bà làm. Rồi đây là chợ tiếp tục kẹt xe tiếp. Mình đi đây mình phải nhích chứ quý vị. Cá linh ở đây chè ngang chỗ chè thì sẽ có cá linh. Chắc Trang không nhớ nói lấy đồ nổi quý vị. Đi qua bên đây bánh canh nữa, nãy Trang gửi bánh canh đây nữa. Đây là tôm tép. Đa phần là bà con ở đây đi á thì sẽ đi ngồi trên xe luôn, bà con không có xuống xe tại vì ngôi chợ này á can đảm lắm mới đi bộ nổi bây giờ dài một cây số đi qua cũng hết. Có thể là cái máy Trang hết pin trước giờ luôn á. Này chị bán ba khía nè. Đây là gian hàng thịt bò. Rồi mình đi tiếp tục chuột. Đặc sản chợ này là kẹt xe nha quý vị. Đây chuột đồng. Qua không được luôn rồi ta. Thịt bò ở đây là tươi luôn á. Bò tươi không quý vị, bò nóng. Trang len lỏi đi vô trong đây tại vì bán gà nướng ít cái chợ nào bán cái này đó. Chị bán nấm khoai. Đặc sản rồi. Đi qua đây thường quay chợ thì sẽ lựa những giờ vắng vắng một chút quý vị, nhưng mà Trang thích quay chợ buổi sáng dắt này để cho thấy được cái không khí nhộn nhịp của ngôi chợ Cầu Đốt. Quý vị có dịp về đây thì đi thử cái trải nghiệm miền Tây sông nước. Dạ, dạ nha quý. 15.000 chị, chúng ta 15, đây có bự ra. Đây là chú già. Chú cao. Học dịch. Dạ, con cảm ơn. Này là mía nè. Mía, măng, mướp, đu đủ. Rồi đủ loại luôn quý vị. Đi qua đây. Rất là nhiều loại rau vườn bên kia luôn á. Mà quay không có được. Đây cô mua hoa nè. Chợ giống chợ Tết quá. Đi qua đây cho quý vị coi một cái không khí rất là nhộn nhịp. Chợ hoa. Đây là cảnh chị giả cua nè. Hiếm có chỗ nào bán cua đồng nữa. Này chị đâm trực tiếp luôn nè quý vị. Vậy nó mới chất lượng á. Cua đâm vậy mới chất lượng nha. Cái đó chị bán nhiêu vậy chị? Nhiêu? Chị bán sao? 11.100 cũng ngon. Để mua cái xay kia mình không có biết được. Này chỉ đâm trực tiếp cho mình luôn quý vị. Bà con đang xếp hàng đợi lấy luôn á. Cua đồng miền Tây. Đây là đọt đầu nè.
mua rau mà mướp nè, rau giờ. Con đó. 8 với 12 đi là 30.000. Hả? Có 14 có 22.000. Rồi mình đi qua bên đây. Đây là dưa nè, cà phải khỏi nè, chợ mình bán rau củ quả quá lý tưởng luôn. Nhưng mà kẹt xe quá là trang không có rồi kỹ vô cái gì coi nè, bông súng hả con, kẹt chưa này, mấy chị mấy cô đang bán nè, chợ nhộn nhịp lắm, không thấy chợ buổi sáng nè. Rồi Trang đi qua đây ha. Đây là xe bắp rang bơ. Này, hấp dẫn ha. Bánh giấy, chuối sấy, bắp rang bơ. Chuối sấy. Thơm ngon, bao giòn, bao ngọt. Chuối sấy. Có hai bọc thì bớt cho 5 ngàn được. Bánh giấy, chuối sấy, bắp rang bơ, đặc biệt thơm ngon, bao giòn, bao ngọt. Rồi, mình đi qua đây. Bánh giấy, chuối sấy, bắp rang bơ, đặc biệt thơm ngon. Đi qua đây cái gì? Đây là đặc sản nguồn nước đây. Ở đây bán rất là nhiều loại cá ngon luôn, lươn nè, chuột, cá. Chuột, ớt, đồ đồng hết cái gì. Chỗ chị này bán cá ngon không mà. Ồ, con lươn. Đây cho quý vị coi con lươn. Lươn đồng nha quý vị. Nhưng mà nó rất là to luôn nên Trang lại Giáng sinh chị quay cho quý vị coi. Ôi ôi. Lươn. Cá lóc nè. Cá chê. Đây là rắn nè quý vị. Chợ này đặc sản không luôn á. Đồ chị bán ngon quá nè. Ếch, ếch đồng. Cá chê. Chuột. Lươn. Con cá mè hôi ha bà. Con cá chị đang mần là con cá gì? Mè hôi. Dạ. Con ngát. À cá ngát bên kia kìa, để Trang đi qua coi. Đó giống cá chê. Nãy con nhìn tưởng cá chê phi. Ê qua cho cái gì coi cá ngát. Đây là. Cá ngát nè quý vị. Ngọt lắm. Cá ngát này, cá ngát nước gì vậy? Nước ngọt hay nước mặn? Nước ngọt mình ha. Cá ngát nước ngọt ngon hơn cá ngát kia đó. Ngon hơn cá kia là cá nước mặn. Chị bán nhiêu một ký? Cá đó 150. 150 một ký. Ồ, cá ngát ngon. Chị cho em con này đi. Cái này à? Em 5 phút nha chị. Dạ. Này à. Cá ngát xong tiền nha quý vị. Xẻ con nữa hay quên con? Chuột. Vậy kìa, ăn cái đó đi con, cắt cho nó nát vậy con. Dạ. 135. 135 ngàn hả? Chị làm giùm em ha. Cá đó là giăng lưới hay gì chị? Đi xiệt. À. Cá ngoài xong tiền mình ha. Xong liền. Trời ơi, yên ký. Không, chị làm cho chị kia đi, chút em lại lấy. Rồi, của em nhiêu? 135. Đây nè, em gửi tiền nè. Hay chút lại gửi. Thôi gửi luôn đi. Chú không biết là có nhớ để lấy không. Gửi tùm lum cho nãy giờ Trang không nhớ nổi rồi quý vị. Chị bán này lâu chưa chị? Lâu rồi. Dạ. Cảm ơn. Chút em lại lấy. Em có đi ngang nhớ hú em cái nha. Này là rắn. Này rắn gì chị? Rắn lãi, rắn nước. Mùa nước rồi quý vị. Những cái con này về chợ miền Tây là đầy hết nè. Lươn cá. Rồi em đi, để chút về lấy. Ít đồng, đồ đồng không à, đồ của chị thấy bịch lươn rồi, thấy chắc lươn đó. Bịch lươn bên đó ngon, vàng ươm luôn kìa. Con bự lắm rồi. Mình đi. Con đó cá trôi hả? Nãy giờ con tưởng cá chép chứ. Cá trôi đó. Chàng ơi. Tại thấy trứng không nè. Cá trôi đó. Cá trôi nãy con này là. Con 7 kg. 7 kg hả chị? Ôi.
Thì chợ mình là đặc sản không à. Ừ, cá rồi. Chị bán nhiêu ký? 60.000 ký cá trôi. Quá bự luôn. Ở đây có gì cá đồng nè quý vị. Cá sặc, cá rô, cá đồng. À. Rồi mình đi qua đây. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh ở Cầu Đình nhưng mà lỡ đường đó bụi quá, không có tiền mua đồ ăn. Dạ ha. Cho anh vàng lẻ mua đồ ăn, cảm ơn anh. Dạ dạ. Rồi, em thay mặt cho chị Quý mà em gửi anh 200.000 mua đồ ăn nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ dạ. Dạ. Rồi rồi rồi. Ngày nào anh cũng đi vòng vòng chợ hả chị? Ổng làm gì sống? Hả? Ổng làm gì sống? Vậy đó. Vậy hả? Lấy tiền ăn. Dạ. Ổng có bệnh gì không? Dạ. Ai đó em đi chút qua lại. Ai mình đi bên đây. Đây là ông Bí quý vị. Chị nói là chợ đưa Cầu Đốt giới thiệu về bà con về đây mua ủng hộ chị. Chị giới thiệu nữa bà con về đây là có bông bí nụ nha. Đây là bông bí nè. Đặc sản không đó quý vị, sản miền Tây không đó. Đây bông bí nụ. Chị nãy chị nói bông bí nụ thì chị bán nhiêu? 50.000 ký. Dạ. Đây quý vị, cho quý vị coi ha. Quá xuất sắc. Cái này là nấu canh rất là ngon luôn nè quý vị. Dễ thương nha. Quý vị muốn mua cái hàng này là hàng hiếm á, thì về chợ này là sẽ có. Chị, cái bánh in này chị bán nhiêu? 12.000 Bánh in này ở Sa Đéc rất là ngon luôn nè. Chị lấy em bịch này đi. Thấy ổng cũng tội tội mà không biết là sao nữa. Ông gì nãy ông đi ngang á. 12.000. Thôi hồi 2.000 thôi. Dạ. Dạ. Đây là bông điên điển mùa nước nổi. Dạ, để đi chút em lại lấy. Dạ dạ. Đây. Gọn quá rồi. Anh chị bán đây đâu chưa? Đâu rồi. Dạ. Toàn là dạ, 7-8 năm rồi. Toàn là đồ đồng hết quý vị. Bông súng nè, nấm rơm nè. À. Nấm rơm nè. Đây là bắp non nè quý vị. Bắp non. Bắp non. Mấy chị đang tranh cãi cái vụ mà em cho cái chú đó 200.000, cái anh đó 200.000. Đây là hoa thiên lý quý vị. À, quá chừng đồ đồng luôn, chuối nè. Nhiều khi là chỗ nào cũng là rau đồng hết á. Mướp nè. Anh em đi tới đây là được nửa chợ chưa? Chưa đó hả? Chàng ơi sắp hết tiền rồi. À, đi chưa hết chợ đó. Bây giờ mấy chị coi. Dạ. Trời Cầu Đốt quá dài. Đi hoài chưa hết luôn cô ơi. Ôi cái này là cá chạch. Ngon quá. Cá sông, cá sông. Dạ cá sông. Cá đồng. Ok. Quá ngon luôn á cô. Được ví như là con nhân sâm của mùa nước nổi quê mình luôn á. Hay về sông. Dạ đồng bằng sông Cửu Long mình là cá thiên nhiên trù phú luôn. Đây cho quý vị coi con cá chạch sông ha. Như cá chạch này cô bán như 1 ký cô. Dạ. Cá chạch nó khó bắt đó. Sao con cho tiền cái anh nó hoài cũng biết. Hỏi con chứ. Đây. Mấy cô bàn tán đắng kìa. Đây là hến. Nè. Cá bóng cát hả cô? Quá ngon. Chợ mình. Cô bán đây lâu chưa con?
đây được năm mà. Dạ. Ở đây quá mát mẻ, quá lý tưởng, một ngôi chợ mà cặp với phía sau là sông. Rất là lạ đó chứ con. Nguyên một cái con đường cặp và sông luôn. Sông này là mình chạy hoài ra là sông Tiền luôn hả con? À, ra sông lớn. Ra sông lớn. Dạ. Không, ra sông lớn thì đây ra không ạ? Dạ. Vô đây, rồi dạ. Cũng ra, cũng có một ngã ra luôn. Dạ. À, là bông súng mùa nước nổi nè. Mùa này là bắt đầu có bông súng rồi. Những cái nụ hoa này quý vị. Quá đẹp, bông súng quá đẹp. Cái này là lấy trong ruộng hả con? Ừ, xong thấy nè ở trong đồng đó em. Dạ. Đồng sông của mình đó em. Dạ. Rồi, con cảm ơn nhiều lắm nha cô. À, quay đi em. Dạ. Con chúc cho cô. Con chúc cô bán đất. Kênh của con là Trang Lang Thang, cô về cô mở coi lại. Trang gì? Trang Lang Thang. Dạ. Dạ. Rồi, cho quý vị coi. Bông bí. Chợ mình bán rau nhiều lắm luôn á. Rau đồng không à, mà cá cũng cá đồng không à. Hai chị bán khoai nè. Chúc hết mấy chị mấy cô để bán đất nha. Dạ. Đây chanh nè. Đi chưa hết nửa chợ nữa quý vị. Ở Trang cố gắng ha, làm một tăng nữa thôi. Coi coi đi hết chợ nữa không. Bên kia thì mấy chị bán cá linh nè, bán theo mớ nữa. Đi qua đây. Dưa hấu non. Bông điên điển. Cái mới thì chị nha. Nó còn cuốn luôn mà. Bầu. Bầu sao, một bên là bầu sao, bên bầu bầu mình. Đây là mướp khía gì. Đây, tranh thủ mình đi xuống cuối chợ thử. Cô ở đây còn xa nữa không cô? Cũng không xa. Dạ, con cảm ơn. Ngày chợ mà đi dưới bóng dừa nghe quý vị. À, tập trung chuyên môn lựa cá. Chuyên môn không xa rồi. Dạ. Lựa cá nhỏ không xanh nha. Nè, ốc, cá. Đây, mình đi qua đây. Đây, Trang cho quý vị coi một cái này. Trang đi lướt qua rồi nhưng mà Trang thấy rồi. Trang giới thiệu cho quý vị coi ha. Về đây có dịp với quý vị ghé chợ Cầu Đốt mua. Đó là áo mà lãi ra dày cực lắm á. Mà sao lãi khéo á, được nguyên cũ luôn à. Áo này ở đâu chị? Lắp dầu á hả gì? Ở mình luôn ha, Sa Đéc luôn ha. Thí dụ như cái ruột không gì chị bán nhiêu ký? 60 ngàn. Cho bà con về làm gì? Nấu chè hả? Nấu chè, nấu lẩu. Nấu chè, nấu ấu, nấu lẩu. Lẩu gà. Lẩu gà với gì vậy? Lẩu gà. Ấu nấu lẩu gà. À, rồi, em chưa biết món này luôn á. Rồi, em cảm ơn giới thiệu bà con về chợ Cầu Đốt mua. Tại vì lột ra vậy cực lắm. Hiếm có những cái chỗ bán vậy. Đây là dưa muối nè quý vị. Dưa muối nguyên trái là dưa muối. Đây là sen. Bông. Rồi, em cảm ơn nhiều nha chị. Dạ, em chúc chị bán đó. Đây, mình đi qua bên đây. Đây là cá linh. Mùa này đã có cá linh rồi quý vị. Nhưng mà cá linh ở đây không có còn sống. Cá linh ở đây là mình làm sẵn hết rồi. Đây là cá. Cá tép đồng. Tép xong không à? Cái này tép rong hả cô? Ừ. Dạ. Ôi. Dạ, nó tươi trong luôn. Cái này mình làm gì dính nhiều quá cơ. Đặt vớn em. Dạ, đặt vớn. Ôi, tép xong rồi quý vị. Tép rong. Chợ mình bán đồ đồng nhiều, tại gần sông Tiền. Ở đây nguồn cá dồi dào quá chừng luôn á. Đây là tôm xong luôn hả cô? Xong rồi luôn. Ôi, tôm đi cào nè quý vị. Cái gì coi. Ngon quá ha. Cá linh. Cá linh. Dạ, cá linh đồng. Cá linh mùa nước nổi quý vị. Cô bán nhiêu trong trăm cô? 20 ngàn. Dạ. Cá chê nè. Cá chê trắng, cá chê vàng. Cá rô, ếch. Cá sặc. Bên đây là con cá thiểu quá vậy á. Cá thiểu là kêu cá mại hả cô? Cá này ngon nè. Đây cho quý vị coi cá chèn. Cá chèn. Dớn. Cá chạch luôn. Rồi đây là con cá thiểu.
cái tiểu cái mại á. Gành canh cũng là nó luôn hả cô? Dạ, nó có ba tên. Cái tiểu cái mại, cái gành canh, cái làm tông. Lương đồng luôn. Chẹt ơi. Rồi con cảm ơn nhiều lắm nha cô, con chúc cô bán đắt nha. Dạ. Dạ. Mấy cô chợ rất là dễ thương nha quý vị. Dạ. Được rồi, con cảm ơn. Dạ. Tại nhiều khi con cũng sợ đó. Có gì đâu. Bà con có chỗ dễ chỗ khó. Nên là con cũng không dám rửa, con đi thẳng về nhà luôn. Đây, đi qua đây. Ai một vòng nữa. Ôi, cái gian hàng cá biển lớn quá nè. Nguyên một gian hàng cá biển. Trời ơi, ướp nước đá vậy là cá chất lượng nè. Tại vì tốn nước đá dữ lắm đi. Ít có chỗ cá mà sắp ra vậy. Cá biển, cá máu. Cá nục. Vậy con cá này chắc mắc hả? Cá chim trắng biển hả cô? Cá chim đen hả? Dạ. Trắng dạ. Trắng thì nó có 200 mấy mà. Dạ. Trắng là ngay ăn nó thịt nó không chứ mà. Không bằng ha. Dạ. Dạ. Đây là con cá thu. Cá thu, cá ngừ. Rồi em chúc cho bán đắt nha. Dạ. Chợ Cặp Bờ Sông đi mát lắm nha quý vị. Cá hàng chợ này có cá rô nhỏ nè. Bữa có bạn hỏi Trang là muốn phóng sanh cá rô nhỏ thì về đây. Không, cá này cũng lớn chứ không nhỏ quý vị. Rô. Hồi ở cái chợ Bến Sông này quý vị, bên kia là cây dừa nè, nó mát mà đi. Đi chợ quê này thích quá. Bên kia là nhà sàn, còn Cặp Bờ Sông nguyên một cái con đường như vậy luôn nha quý vị. Này cá rô nè. Rô, cá lóc, cá lòng tông. Này con cảm ơn. Này. Cá lòng tông nữa. Rồi đi qua đây. Hết chợ chưa ta? Chưa hết nữa. Ai ra đây em lôi qua đây. Này chị bán lâu chưa? Chị bán lâu chưa? Dạ hả? Chuối nướng nếp. Còn cái này? Nếp. Nếp không hả chị? Nếp không nướng. Là tại nó dư rồi hay sao? Tại nó dư rồi ăn cái hay sao? À là có cái món đó luôn ha. Chị lấy em một trái đi. Thơm quá à. Cái này thơm mùi. Mùi lá chuối nướng á, chẳng thích cái mùi đó đó. Chợ qua nghe là thích lắm. Cà chị múc nước cốt nè. Chợ Cầu Đốt. Chợ mình bán đồ rẻ mà ngon á. Em thấy nãy giờ quá chừng nhiều món rồi. Em ở bên Mỹ Long á, chị biết Mỹ Long không? Mỹ Long Bình Thạnh rồi đó. Dạ. Em ở ngay đèn xanh đèn đỏ Mỹ Long á. Quá chừng thơm luôn. Chú ở bên Mỹ Hiệp á. Chú Mỹ Hiệp hả chú? Mỹ Hiệp chú ở chỗ nào? Quê ngoại nội con Mỹ Hiệp hết. Ở dưới chỗ lò bún Hoàng á. Là ở đó kiểu Bà Dư ha, là ở đâu? Trên này xuống chú qua chợ Mỹ Hiệp ở bên đây. Dạ. Bên đây chợ hả? Là bên chính tận mới vô. Bên đây luôn. Quê nội con luôn á. Là nội con ở đó. Chỗ cậu Miễu. Dạ đúng rồi, đi qua là tới nguyên. Đúng rồi, bị tỉnh đó. Dạ. Bị tỉnh đi lên. Dạ dạ. 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 Vậy là chắc ba con nhìn chú biết hết. Dạ. Ba con là người thứ thứ 10, ba con thứ 10 đó. Dạ. Biết rồi ha. Chú ngày nào chú có bán đây hả? Dạ. Giờ chú về bên đây ở chỗ chi nè. Dạ, ở bên đây luôn ha. Dạ. Rồi con chúc cô cháu bán đắt nha. Dạ. 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 Rồi con đi nha. Đây.
để đây chút thôi lấy. Dạ. Ai gần hết chợ rồi quý vị ơi, mừng quá. Đùa thôi chứ. Cá Linh, chợ vẫn có cá Linh đều nha quý vị. Tại chị đang ăn chay không có quay qua. Chợ là xa xa có chỗ bán cá Linh đó. Chợ này có cá Linh. Đi thử rồi tới cuối chợ nó gạt cái gì. Nãy Trang đi cũng chưa hết cuối chợ nữa. Đây bán bông nè. Ốc nè. Ốc, con ốc này mới đúng là con ốc đồng nè. À, còn ở đây. Đây chắc cuối chợ rồi đó quý vị ơi. Chị, ở đây là cuối chợ chưa? Còn 6 dưới nữa. Giờ dữ lắm. Quý vị ơi, chưa đi hết nữa. Đây. Đi qua đây. Đây có một cái nhà có vàng hoa giấy đẹp quá nè. Về Sa Đéc là hoa. Quá hoa luôn. Chưa hết chợ nữa quý vị. Để mình đi qua đây. Mà chợ này quý vị thấy đặc biệt không? Cái thao 100, 4 cái thao 100. Bán cặp bờ sông hả? 25 ngàn. Ôi chợ này. Chợ đẹp quá. 35 ngàn. Cô chú bán cá. Cá đồng hả cô? Dạ. Điểm hẹn là ngay cây gáo quý vị. Ngay chợ nè, dưới gốc mít và dưới cây gáo. Quý vị thấy thường đây những chợ ít có chứ. Ít có bán gì dưới gốc cây gì lắm. Đây là bờ sông nè. Nãy giờ Trang không có ra sông cho quý vị coi. Bờ sông bà con bán nhưng mà rất là sạch sẽ nha. Trang thấy bán ở đây nhưng mà sạch sẽ lắm. Ai cũng giữ gìn chung hết trơn á. Đây là đồ đồng. Dạ, con đi tham quan chợ, ngôi chợ quá mát mẻ. Mát nhất con từng đi á. Nguyên một cái con đường cặp bờ sông mà dài thăm thẳm luôn. Dạ. Ôi, đây có bán trái nhào nè. Thường thường trái nhào này người ta mua về người ta ngâm rượu hay gì cơ? Dạ. Dạ đem tiền nhiêu. Cái này chị gì cơ? Chị Nhất thôi gì? Dạ, Nhất mỏi ha. Dạ. Chặt cà phê nấu nước. Dạ. Chăm trà uống. Dạ. Chợ Cầu Đốt có bán trái nhào, quý vị muốn mua trái nhào thì về chợ Cầu Đốt nha. Đây là đu đủ chín nè. Dạ con cảm ơn nha cô. Dạ. Chưa hết chợ luôn quý vị, mấy trang gần hết pin nè. Đây là ốc. Đồ đồng hết hả bà? Dạ. Ốc đồng đây. Ốc đồng, lương đồng luôn. Dạ. Ốc đồng đây. Có nhiều đây, banh banh đây, quay phim từng nghiệp mấy cô quá. Lương đây, đây là lương đồng. Rồi con cảm ơn nhiều nha cô. Mấy cô ở đây thân thiện nha quý vị. Đa phần là bà con đem đồ từ trong vườn ra bán. Đồ rau, dưa, chuối. Ủa cô, cái hoa này là hoa gì cô? Hoa chuối gì quá ha, đẹp quá nè. Rất là dễ thương luôn quý vị. Đẹp nè. Đây có bán dừa nè. Chú. Chú hết chợ chưa chú? Đây dưới còn sao không? Nữa hả? Đi hoài không hả? Cả 500 mét nữa hả? Vậy, vậy là chợ này con nghĩ hơn cây số rồi. Dạ. Hơn cây số. Dạ, còn vòng qua bên kia nữa. Cái bên kia là cái bán phụ, cái bên chánh bên này. Bên chánh bên đây. Còn 500 mét nữa hả chú? À, để con đi nha, con cảm ơn chú. Cái máy gần hết pin rồi mà đi chưa hết chợ. Trang ơi, cái chợ để Trang đi thử một lần cho cái gì coi. Chợ dài nhất miền Tây nha. Mà con sẽ bán đồ hải sản. Nửa cái tôm thẻ 65 ngàn. Nửa cái tôm thẻ. À, mình đi dạy ở đây. Dưới này trống nhiều khi bà con chạy xe dễ mua luôn quý vị. À, đi hoài còn hoài. À, cuối chợ nè. Còn ở đây là bến sông. Này cho quý vị coi bến sông.
rất là mát mẻ luôn. Rồi, vừa rồi là những hình ảnh mới nhất của ngôi chợ quê, chợ Cầu Đốt thuộc phường 1 phố Sa Đéc. Thì hôm nay Trang đã giới thiệu quý vị một ngôi chợ khá là đặc biệt giữa lòng thành phố Sa Đéc nha. Và trước giờ mình không nghĩ là ở Sa Đéc có một cái ngôi chợ quê dễ thương đến như vậy, bán nhiều đồ nè bà con thân thiện và cặp bờ sông luôn. Bây giờ thì Trang xin phép gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem đoạn clip của Trang. Kính chúc sức khỏe tất cả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những đoạn clip tiếp theo khám phá nhiều vùng quê hơn và đặc biệt là những đặc trưng mùa nước nổi năm 2022 nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi tới Sa Đéc là nhà nào cũng có đông nha quý vị. Nhà ai cũng có một hàng bông nữa. Không biết nó là bông gì hết. Đây là hoa Quỳnh Anh, còn cái hoa này thì Trang không biết nữa. Hoa không à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.